tôi phụ trách 3 bài. Thứ nhất là bài nhồng huyết não, thứ hai là bài xuất huyết não, thứ ba là bài xuất huyết dưới nhện. Thì hôm nay tôi sẽ trao đổi với em cái bài nhồng máu não. Còn cái bài xuất huyết não và xuất huyết dưới nhện thì tôi sẽ dạy trong cái buổi tiếp theo. Thì trước nhất thì tôi cũng thông báo với lớp một số thông tin. Thứ nhất là do ban ngày tôi đi học chính trị nên không có thể gặp các em được. Do đó tôi chỉ có thể dành thời gian trao đổi với các em trong buổi tối. Thứ nhất thì tôi muốn hỏi là lớp trưởng, cái thời gian sau 7 giờ rưỡi mấy em học có tiện hay không? Dạ được thầy ơi. Thì hôm nay tôi sẽ trao đổi với mấy em cái bài mà rất phổ biến, không chỉ riêng trong ngành thần kinh mà kể cả bên ngành y học cổ truyền của các em. Các em là y học cổ truyền phải không ạ? Dạ. Lớp em là y học cổ truyền liên thông phải không ạ? Dạ. Rồi. Hôm nay tôi sẽ trao đổi với em cái bài là nhồi máu não. Thì như tôi nói, cái bài này nó sẽ liên hệ rất là chặt chẽ trong quá trình tụi em học cũng như là khi tụi em ra trường. Thì mục tiêu của cái bài này thì thứ nhất là mấy em biết được cái khái niệm của nhồi máu não, thứ hai được em nắm được những cái đặc điểm lâm sàng chính và các cận lâm sàng của nhồi máu não, thứ ba là trình bày được các phương pháp điều trị nhồi máu não hiện nay, và làm sao khi đi lâm sàng tụi em vận dụng được các đặc điểm dịch tễ lâm sàng hay cận lâm sàng này để chẩn đoán một cái bệnh lý nhồi máu não cụ thể. Thứ nhất thì chúng ta đi vào cái giới thiệu. Thì em biết trước đây nhồi máu não nó là một phần của một cái bệnh lý gọi là tai biến mạch máu não. Thì tai biến mạch máu não được WHO hay gọi là Tổ chức Y tế Thế giới năm 1970 người ta định nghĩa là những cái thiếu sót thần kinh nha, những cái thiếu sót bệnh lý về thần kinh mà nó tồn tại trên 24 giờ hoặc là bệnh nhân tử vong trong vòng 24 giờ, có nghĩa là một bệnh nhân vô mà nó yếu liệt hoặc là tê nửa người, nghĩa là những cái thiếu sót thần kinh đó hay là những cái triệu chứng thần kinh đó nó xuất hiện trên 24 giờ hoặc là một bệnh nhân nào đó nó tử vong trong vòng 24 giờ thì người ta định nghĩa đây là tai biến mạch máu não. Nhưng tuy nhiên cái định nghĩa này hiện tại giờ nó không còn có giá trị nữa. Lý do là thứ nhất, để một định nghĩa một cái bệnh mà triệu chứng trên 24 giờ thì cái thời gian vàng để xử trí bệnh nhân mất cơ hội đi. Chính lý do đó mà cái quan trọng nhất là cái định nghĩa này nó không hợp lý. Cái thứ hai nữa là cái từ tai biến mạch máu não nó được dịch cái từ tiếng Anh là cerebrovascular accident, tức là tai nạn, tai biến mạch máu. Và chúng ta biết được tai nạn hay tai biến là những cái bệnh mà chúng ta không thể lường trước được, giống như một cái tai biến y khoa vậy đó. Do đó bệnh đây là đột quỵ hay là tai biến mạch máu não là nhồi máu não là một cái bệnh mà chúng ta có thể điều trị, có cơ chế bệnh sinh có thể chúng ta dự phòng, thì không thể gọi là tai biến được. Chính lý do đó mà thế giới tất cả những cái bài tài liệu sau này người ta phần lớn người ta dùng một cái thuật ngữ là đột quỵ, được dịch cái từ tiếng Anh là stroke. Như vậy stroke là một cái định nghĩa là một cái tình trạng khiếm khuyết thần kinh, nó xuất hiện một cách đột ngột do cái tình trạng cung cấp máu cho não nó bị hạn chế. Tình trạng cung cấp máu cho não nó bị hạn chế đây có khả năng là do mạch máu nó bị tắc nghẽn hoặc là nó bị vỡ ra. Nếu bị tắc nghẽn thì ta gọi là nhồi máu não. Là hôm nay tôi sẽ trao đổi với em đó là cái bài nhồi máu não. Còn cái vỡ mạch máu là phần xuất huyết não thì tôi sẽ trao đổi các em sau. Như vậy cái phần đầu tiên quan trọng nhất tụi em nắm được khái niệm thế nào là đột quỵ. Như vậy đột quỵ là một cái tình trạng có thể gọi nôm na nó là xuất huyết não cũng là đột quỵ, nhồi máu não nó cũng là một cái thể đột quỵ. Phần tiếp theo thì mấy em nhìn trên cái hình đây, thực sự đây là một cái hình minh họa thôi. Đối với nhồi máu não thì phần lớn là do cơ chế nó sơ vữa, nó tắc nghẽn một cái động mạch. Còn đối với xuất huyết não thì cái mạch máu nó bị vỡ ra, máu nó thoát ra khỏi thành mạch, nó tạo ra một cái khối máu thâu. Đối với nhồi máu não thì phần lớn như tôi nói là do cơ chế sơ vữa nó tắc nghẽn mạch máu. Còn đối với cái xuất huyết não có thể là phần lớn là do tăng huyết áp, có khả năng bên cạnh đó có liên quan cái cơ chế là do bị vỡ cái túi mình.
Như vậy thì như tôi nói, tối hôm nay tôi sẽ trao đổi chính với các em đó là cái bài nhồi máu não. Nhồi máu não là một cái quá trình bệnh lý trong đó động mạch não nó bị hẹp hoặc là nó bị tắc. Khi động mạch hoặc nó bị tắc thì lưu lượng máu đến cung cấp cho những tế bào não mà đã được phụ trách bởi những cái động mạch đó nó bị ảnh hưởng. Hay nói cách khác là tế bào não được cung cấp bởi động mạch đó có khả năng nó bị tắc đi và nó không được cung cấp bởi năng lượng, hoặc là nó bị hẹp bởi mạch máu thì nó cũng không cung cấp đầy đủ năng lượng, thì cái tế bào não nó bị tổn thương và nó gây hoại tử, thì ta gọi là nhồi máu não. Tuy nhiên khi đã nói nhồi máu não thì mấy em cũng nên biết cái khái niệm gọi là TIA. TIA còn gọi là cơn thiếu máu. Và cơn thiếu não thông qua thì định nghĩa cổ điển trước đây là những cái thiếu sót thần kinh nó tồn tại và nó phục hồi trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên cái định nghĩa này nó không phù hợp, mà cơn thiếu máu não thông qua thì bây giờ được định nghĩa mới là nó phục hồi trong vòng khoảng 1 giờ. Phục hồi trong vòng khoảng 1 giờ. Rồi đối với phân loại nhồi máu não thì phân loại nhồi máu não thì người ta có nhiều kiểu phân loại em, phân loại theo TOT, phân loại theo ELF-FOS và phân loại theo diễn tiến. Phân loại theo TOT là phân loại người ta thường dùng nhất, có nghĩa là khi nói đến đây thì người ta phân loại theo nguyên nhân. Ví dụ nhồi não do sơ vữa, ý nói là những cái mạch máu não nó bị sơ vữa. Thứ hai là lóc mạch, có nghĩa là những cái mạch máu nó bị tắc nghẽn bởi những cái cục huyết khối ở buồng tim làm tắc. Thứ ba là do tắc những cái mạch máu nhỏ li ti trên não, ta gọi là nhồi máu lỗ khuyết hay là ổ khuyết cũng được, hoặc là những do nguyên nhân xác định khác hoặc là không rõ nguyên nhân. Thì như tôi nói nhồi máu và phân loại phần lớn người ta phân loại theo kiểu này, phân loại theo TOT và phân loại theo nguyên nhân. Theo ELF-FOS có nghĩa là phân loại theo cái tắc tuần hoàn trước, tuần hoàn sau và phân loại theo diễn tiến, thì mấy em coi tham khảo trong cái bài. Nói về dịch tễ học thì đối với tỷ lệ mắc chung của đột quỵ nhé, đối với tỷ lệ mắc chung của đột quỵ là 1% trong dân số. Như tên nó đột quỵ thì nó bao gồm nhồi máu và xuất huyết luôn đó mấy em ạ, và nó đứng hàng thứ ba sau bệnh lý mạch vành của ung thư. Tuy nhiên trong cái đột quỵ này thì nhồi máu não nó chiếm khoảng 80 đến 85%, còn lại là xuất huyết não. Điều này nói lên gì? Nghĩa là trong 100 ca đột quỵ thì nó sẽ có 80 đến 85% là nhồi máu não, còn lại là khoảng 15 đến 20% là xuất huyết não. 15 đến 20%. Tuy nhiên cái tỷ lệ xuất huyết não này nó sẽ giảm hẳn gần đây. Có khả năng cũng không phải giảm rất là nhiều tỷ lệ gần đây so với nhồi máu. Mấy em có biết lý do tại sao không ạ? Mời lớp trưởng. So với nhồi máu não thì cái nhồi máu não thì cái tỷ lệ nó vẫn tăng, nhưng mà xuất huyết não thì tỷ lệ gần đây nó sẽ giảm đi so với nhồi máu. Em biết lý do tại sao không? Dạ em chưa nghĩ ra nè. Hả? Dạ em chưa nghĩ ra. Cái điều này đơn giản thôi, chúng ta biết xuất huyết não cơ chế nguyên nhân chủ yếu nó là do gì? Áp lực mạch máu tăng. Nãy tôi nói là do tăng huyết áp. Xuất huyết não phần lớn là do nguyên nhân tăng huyết áp, nhồi máu não thì do sơ vữa. Như vậy chúng ta biết đối với tăng huyết áp thì ngày xưa đó thì phần lớn người ta không được kiểm soát tốt. Tuy nhiên đối với tăng huyết áp gần đây người ta được kiểm soát rất là tốt do cái trình độ hiểu biết của bệnh nhân, do sự phát triển của truyền thông, cung cấp dịch vụ y tế vân vân. Thì hầu như là tất cả các bệnh nhân tăng huyết áp được kiểm soát huyết áp tốt. Chính lý do đó mà chúng ta thấy hệ xuất huyết não nó giảm hẳn so với nhồi máu não. Khi nói đến một cái bệnh lý gì đó, chúng ta phải xác định cái yếu tố nguy cơ của nó là gì. Từ yếu tố nguy cơ này, chúng ta sẽ có nguy cơ có thể chúng ta kiểm soát nguyên nhân để chúng ta hỗ trợ chúng ta trong quá trình điều trị cũng như là dự phòng. Rồi đối với cơ của đột quỵ, người ta chia hai nhóm yếu tố nguy cơ là không thay đổi được và thay đổi được. Không thay đổi được, chúng ta phải chấp nhận. Ví dụ chúng ta thấy là lớn tuổi, nam giới, chủng tộc, di truyền, hoặc là tiền sử bệnh nhân có bị cơn thiếu máu não thông qua hoặc là nhồi máu cũ, thì đây là những yếu tố nguy cơ thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Còn những yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể thay đổi được, nhất là tăng huyết áp. Tăng huyết áp mấy em biết đó là nó không chỉ là yếu tố nguy cơ mà nó là nguyên nhân trực tiếp có khả năng gây xuất huyết não. Thứ hai là rối loạn lipid máu, đây là thông thường nó sẽ liên quan tăng cái cholesterol, tăng triglyceride nha. Thứ ba là vấn đề hút thuốc lá.
đái tháo đường, ít vận động thể lực hay béo phì. Đây là những yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể kiểm soát được tốt. Bên cạnh đó, những yếu tố nguy cơ ta gọi là yếu tố nguy cơ mới, người ta nghiên cứu gần đây, ví dụ tăng homocysteine do viêm nhiễm, do nhiễm khuẩn, do những cái cơn ngưng thở lúc ngủ hoặc là tăng protein C, thì tất cả những yếu tố nguy cơ này chúng ta có thể thay đổi được. Để hiểu rõ hơn trong vấn đề để điều trị một cái bệnh lý nhồi máu não thì chúng ta đi vào cái phần cái sinh lý bệnh của não. Mấy em biết đó, đối với não chúng ta nó chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể thôi, nhưng cái hoạt động của tim để cung cấp nó cần chiếm khoảng 15%. Thứ hai là nó khả năng sử dụng đến 20% oxy trong toàn bộ cơ thể. Thứ ba là nó sử dụng năng lượng tới 25%, có nghĩa là chúng ta thấy ví dụ như chúng ta ăn 4 chén cơm nhá, thì có nghĩa là chúng ta dành một chén cơm để nuôi cho não, 3 chén cơm còn lại là để nuôi toàn bộ cho cơ thể, có nghĩa là cái khả năng nó sử dụng năng lượng chiếm 1/4, 20%, 25% nhá. Người ta thấy rằng đối với cấu trúc não nó có một cái cấu trúc rất đặc biệt, khi mà nó lý do gì đó ngưng hoàn toàn tuần hoàn não trong vòng 15 giây thì bệnh nhân có khả năng bệnh nhân mê. Chính lý do đó mà em thấy những bệnh nhân mà người ta thắt cổ đó, người ta chết rất là nhanh, trong vòng chưa tới vài phút bệnh nhân có thể chết rồi. Hoặc là người ta thấy rằng đối với những cái cấu trúc tế bào não, nếu một cái tình trạng lưu lượng máu não mà nó thiếu khoảng 10 phút đi thì cấu trúc tế bào não nó chết rồi đó. Và để não được hoạt động được tốt thì nó phải đảm bảo cái lưu lượng tưới máu não nha, CPF có nghĩa là lưu lượng tưới máu não, có nghĩa là một cái lưu lượng là cần phải 50 ml trong 100 g não và trong vòng 1 phút, có nghĩa là trong vòng 1 phút 100 g não nó cần tới 50 ml máu. Thì trong điều kiện như vậy tế bào não chúng ta mới hoạt động được tốt. Như vậy qua cái yếu tố cái cơ chế sinh lý bệnh, ta thấy rằng là gì, não mặc dù là nó chỉ chiếm 2% tổng lượng cơ thể thôi, nhưng mà nó sử dụng năng lượng rất là nhiều, 1/4 năng lượng trong cơ thể chúng ta. Và đối với não thì nó cái cấu trúc của nó rất là đặc biệt và nó cần năng lượng thường xuyên, và chính lý do đó, một lý do gì đó mà chúng ta thấy cái lưu lượng tuần hoàn não nó bị suy giảm thì sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc tế bào não liền và rất là nhanh. Đây là cũng là một cái hình ảnh minh họa thôi. Khi mà chúng ta thấy để não được hoạt động được tốt thì nó phải đảm bảo cái lưu lượng tưới vào não làm sao phải tối thiểu từ 35 đến 60, còn nếu mà dưới 35 thì tế bào não nó sẽ bị thiếu máu và nếu nó có thể chết. Nếu mà lưu lượng tưới máu não nó khoảng 10 ml trong 100 ml não trong 1 phút thì lúc này tế bào não nó sẽ chết, không cần phải tắc nghẽn hoàn toàn. Một điều nữa là để khi nói đến vấn đề điều trị nhồi máu não, vấn đề kiểm soát huyết áp trong nhồi máu não thì mấy em lưu ý giúp tôi cái công thức CPP, có nghĩa là áp lực tưới máu não nha, thì bằng huyết áp trung bình trừ cho áp lực nội sọ. Huyết áp trung bình này thì chúng ta biết cách tính rồi, thì trong nhồi máu não hay xuất huyết não thì cái áp lực do phù não thì áp lực nội sọ nó sẽ tăng lên. Để làm sao tế bào não nó hoạt động được tốt thì cái áp lực tưới máu não phải trên 70 mm thủy ngân. Tôi nói lại, để cho tế bào não nó hoạt động được tốt thì cái áp lực tưới máu não được CV này làm sao nó phải trên 70. Như vậy khi nhồi máu não thì áp lực nội sọ nó sẽ tăng lên. Thì nếu áp lực nội sọ tăng lên mà cái để cơ chế bù trừ cho tế bào não được hoạt động tốt với áp lực phải trên 70 thì huyết áp trung bình nó sẽ tăng lên. Nói cách khác, để đảm bảo cho tế bào não được hoạt động tốt dưới một cái áp lực làm sao trên 70 mét thì hơn trong nhồi máu não hay xuất huyết não, thì nhồi máu não hay xuất não thì cái áp lực nội sọ này nè nó sẽ tăng lên. Để cho tế bào não được hoạt động tốt thì cơ chế bù trừ thì huyết áp trung bình nó sẽ tăng lên. Chính lý do đó trong nhồi máu não hay xuất não thì chúng ta đừng có vội vàng mà cho huyết áp về tụt nhanh quá. Nếu mà huyết áp tụt nhanh quá thì hậu quả chúng ta nhìn trên công thức này chúng ta sẽ thấy như thế nào. Nếu ép nhanh quá thì cái áp lực tưới máu não nó sẽ lúc này nó có thể nó nhỏ hơn 70 và lúc này tế bào não nó sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy là vừa rồi tôi đã đề cập với em, thứ nhất là những cái khái niệm thế nào là đột quỵ, thế nào là nhồi máu não, thế nào là xuất huyết não. Thứ hai là tôi đã đề cập với em là những yếu tố nguy cơ. Bây giờ chúng ta đi vào phần
cũng giống như là cơ chế sinh lý bệnh. Và bây giờ phần tiếp theo thứ tư là tôi sẽ đề cập với em, đó là cái nguyên nhân của nhồi máu. Đối với nguyên nhân của nhồi máu thì thông thường người ta chia ra ba nhóm nguyên nhân lớn các em. Thứ nhất là nguyên nhân mạch máu, có nghĩa là nó nhồi máu do sự tắc nghẽn tại mạch máu. Tuy nhiên nhồi máu não thì thông thường là tắc những cái động mạch lớn, tắc những động mạch lớn, và cơ chế tắc động mạch lớn như tôi nói là phần lớn đó là do bị sơ vữa động mạch, có nghĩa là động mạch nó bị tắc nghẽn đầu tiên là bởi những cái mảng sơ vữa, sau đó tiểu cầu nó đến bám vào những cái mảng sơ vữa này. Em nhìn cái hình đây, đầu tiên là cái chúng ta hồi còn trẻ chúng ta thấy lòng động mạch nó trơn láng, bắt đầu lớn tuổi lên dưới tác động của các tố nguy cơ do tăng huyết áp hay đái tháo đường hay do vi mạch gì đó, thì cái monoxit hay macrophage nó sẽ xâm lấn vào cái lòng nội mạc, và dần dần thì chúng ta sẽ thấy nó hình thành cái form cell. Đây là cái mảng sơ vữa lớn này, rồi sau đó tiểu cầu nó đến, nó sẽ bám vào những cái mảng sơ vữa này và nó tạo thành một cái nút tiểu cầu hay một cái cục tiểu cầu, và chính cái cục tiểu cầu này nó làm tắc nghẽn cái lòng động mạch và nó sẽ dẫn đến tình trạng nhồi máu não. Như vậy mấy em nhìn lên cái hình này, mấy em sẽ thấy để điều trị hiệu quả cho bệnh nhân nhồi máu não thì quan trọng nhất là chúng ta phải điều trị tái thông, có nghĩa là làm sao cái lòng mạch này nó thông thoáng trở lại. Muốn để điều trị tái thông mạch máu thông thoáng thì nó sẽ có hai phương pháp cơ bản hiện nay, đó là sử dụng cái thuốc tiêu sợi huyết, thứ hai là gì ạ? Thứ hai là can thiệp nội mạch, có nghĩa là người ta đưa một cái dụng cụ, có nghĩa là can thiệp. Xin lỗi mấy em, tại vì tôi phải bấm cùng chuột đang viết cái chữ nó không được đẹp. Có nghĩa là muốn điều trị hiệu quả thì thứ nhất là phải điều trị tái thông, mà tái thông nó có hai phương pháp. Thứ nhất là phải dùng cái thuốc bơm vào nó làm tan cái cục huyết khối. Thứ hai là can thiệp nội mạch, có nghĩa là đưa một cái dụng cụ vào nó cái hút cục huyết khối ra. Tuy nhiên hai phương pháp này muốn điều trị hiệu quả, thứ nhất là bệnh nhân phải kiềm cái thời gian, phải gọi là kiềm thời gian vàng. Có nghĩa là nếu bệnh nhân mà đến trễ, đặc biệt là tiêu sợi huyết, người ta phải trước 4-5 giờ đầu. Còn can thiệp nội mạch người ta phải trước 8 giờ đầu. Nếu mà sau 8 giờ thì phần lớn sẽ điều trị không thành công. Tuy nhiên không phải ai cũng tới kịp cái thời gian vàng để điều trị nhồi máu não đâu, mà phần lớn là bệnh nhân không kịp. Thì nếu bệnh nhân không kịp thì người ta sẽ dùng một cái thuốc gọi là chống kết tập tiểu cầu, có nghĩa là làm sao cái cục tiểu cầu này nó đừng có tạo thành hình thành một cái cục tiểu cầu mới nó bám vào mảng sơ vữa nữa. Thứ hai là người ta dùng cái thuốc gọi là ổn định mảng sơ vữa, thì ta gọi là nhóm thuốc statin. Như vậy đối với đây là một cái hình ảnh minh họa của một cái cơ chế nhồi máu não mà chúng ta thường gặp nhất trên lâm sàng, đó là cơ chế sơ vữa. Bên cạnh đó, chính như tôi nói, nó còn nhiều cái cơ chế khác khi nhồi máu não, ví dụ là do tăng huyết áp liên quan đái tháo đường. Thì tăng huyết áp đái tháo đường thì thường nó sẽ liên quan tắc cái mạch máu li ti nhỏ, và cơ chế người ta vẫn chưa xác định rõ, có khả năng là do thối hóa mạch máu thôi. Một nhóm nguyên nhân lớn thứ hai gây nhồi máu não là lấp mạch não. Như vậy lấp mạch não là những cái cục huyết khối nó được tạo ra từ, mà thường hay gặp nhất trên bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, hẹp hở hai lá và tim nhân đạo vân vân. Chính những cái bệnh lý từ tim này nó dễ tạo một cái cục huyết khối ở buồng tim và nó gây bơm lên não và gây tắc lấp mạch máu. Như vậy đối với bệnh lý mà nhồi máu não do cái tình trạng lấp mạch não từ tim thì mấy em cũng suy nghĩ là muốn điều trị thành công hiệu quả trong cái nhóm này thì cũng ta cũng phải dùng hai phương pháp, đó là điều trị tái thông, đó là điều trị tiêu sợi huyết và tan cục huyết khối. Như vậy đối với cái điều trị tái thông là một cái phương pháp điều trị hiệu quả dù cho nguyên nhân đó là do sơ vữa hay là do bệnh lý tự tiêm. Tuy nhiên có sự khác biệt trong cái điều trị bảo tồn giữa nhồi máu não do sơ vữa và bệnh lý tự tiêm. Nếu bệnh nhân đến muộn không kịp thời gian vàng để điều trị tái thông trong cái cơ chế sơ vữa thì người ta phải dùng chống cái tập tiêu cầu, và đã em nhận cái hình rồi đó. Còn đối với bệnh lý tự tiêm có nghĩa là nó tạo một cái cục máu đông ở từ buồng tim nó bơm lên làm tắc mạch máu não, thì chúng ta sử dụng thuốc chống cái tập tiểu cầu hầu như không có giá trị, mà trong trường hợp này người ta phải sử dụng một cái thuốc được gọi là cái thuốc kháng đông. Thuốc kháng đông thì nó như rất là nhiều loại, thuốc kháng đông dạng chích, thuốc kháng đông dạng uống thì thông thường ta gọi là thuốc kháng vitamin K, hay là thuốc kháng đông thế hệ mới nữa.
Cái nhóm nguyên nhân thứ ba là do cái bệnh lý huyết học, ví dụ như tăng hồng cầu, bệnh lý hồng cầu hình liềm, tăng tiểu cầu. Tất cả những cái nguyên nhân này nè, nó làm tăng đông và làm tắc lòng động mạch. Và đối với nguyên nhân huyết học này thì để điều trị hiệu quả thì một quan trọng nhất là chúng ta cũng phải điều trị tái thông lòng mạch máu, và tùy theo nguyên nhân chúng ta có những cái phương pháp điều trị bảo tồn và dự phòng khác nhau. Đây là hình ảnh minh họa của cơ chế nhồi não do sơ vữa thôi. Và đây là có hình ảnh minh họa của một cái cục huyết khối nó được bơm lên từ buồng tim, nó lên tắc cái lòng động mạch trên não. Như vậy tôi vừa trao đổi với em, đó là những cái nguyên nhân, ba cái nguyên nhân cơ bản gây nhồi máu não. Thì phần tiếp theo là chẩn đoán. Để chẩn đoán một cái nhồi máu não thì thông thường người ta dựa vào đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng. Đối với đặc điểm lâm sàng của nhồi máu não thì chúng ta sẽ biết rằng là thứ nhất là đặc tính chất chung của nhồi máu não là những cái triệu chứng này nó xuất hiện đột ngột, diễn tiến có lùi. Và các triệu chứng này là gì? Thì thông thường các triệu chứng não này đó là thể hiện cái chức năng cấu trúc trên tế bào não, có nghĩa là trên não chúng ta có rất là nhiều chức năng khác nhau. Một khi mà nó tắc những cái mạch máu này, nó ảnh hưởng đến những cái vùng chức năng, nó sẽ thể hiện lâm sàng ra như thế đó. Ví dụ tế bào não chúng ta có những cái vùng diện vận động, khi nó tắc cái động mạch ngay cái nuôi những cái vùng diện vận động này thì bệnh nhân sẽ liệt nửa người. Nếu ngay cái vùng cảm giác thì bệnh nhân sẽ tê nửa người. Nếu bệnh nhân tổn thương ngay cái vùng ngôn ngữ thì bệnh nhân sẽ nói chuyện khó nghe hoặc là mất ngôn ngữ toàn bộ. Hoặc là bệnh nhân tổn thương ngay những cái vùng tiền đình thì bệnh nhân sẽ chóng mặt. Hoặc là tổn thương những cái vùng hệ lưới ở thân não thì bệnh nhân sẽ hôn mê, vân vân. Có nghĩa là tùy theo những cái vùng chức năng ở não nó như thế nào, nó bị tổn thương, nó bị tắc thì bệnh nhân sẽ thể hiện triệu chứng lâm sàng như thế đó. Nhìn chung với cái triệu chứng lâm sàng này thì phần lớn có khả năng người ta cũng được nhờ những cái phương tiện truyền thông. Thì đối với phương tiện truyền thông ta dùng cái từ fast. Chữ F có nghĩa là face, có nghĩa là đang bình thường cái miệng nó bị lên hoặc là liệt mặt. A là em, có nghĩa là đang bình thường tay hoặc là chân bệnh nhân yếu liệt. Đó là speak, có nghĩa là đang bình thường bệnh nhân cái giọng nói hay là ngôn ngữ bệnh nhân bị rối loạn. T là time, là thời gian. Nếu có một trong những cái triệu chứng này thì bệnh nhân lập tức càng sớm càng tốt đến cái trung tâm đột quỵ để điều trị tái thông. Như tôi nói, để điều trị hiệu quả quan trọng nhất là bệnh nhân phải tới cái thời gian vàng. Còn nếu không may bệnh nhân tới không kịp cái thời gian vàng thì chủ yếu là chúng ta điều trị bảo tồn. Đối với cận lâm sàng, về cận lâm sàng thì thông thường là ta cận lâm sàng có vai trò quyết định để chẩn đoán, đó là CT scan hoặc là MRI. Đây là hai cái cận lâm sàng có vai trò quyết định để chẩn đoán, được coi là như tiêu chuẩn vàng. CT scan hay còn gọi là chụp cắt lớp vi tính, MRI còn gọi là từ, thì đây là hai cái cận lâm sàng có vai trò quyết định để chẩn đoán chính xác. Bên cạnh đó có cái cận lâm sàng khác để giúp chúng ta tầm soát nguyên nhân, ví dụ siêu âm tim, điện tim, vân vân, bộ mỡ, thì tất cả những cái cận lâm sàng đó để tầm soát những nguyên nhân của bệnh nhân. Còn cận lâm sàng có vai trò quyết định để chẩn đoán, đó là CT và MRI. Thì đây là những cái, như tôi nói, đây là những cái triệu chứng mà phải gợi ý bệnh nhân có khả năng bị đột quỵ. Ví dụ bệnh nhân bất thường vận động, bất thường cảm giác, bất thường ngôn ngữ, chóng mặt, hay thị lực, hay đau đầu, hay là hôn mê. Đây là cái triệu chứng mà chúng ta thường hay gặp nhất trên một bệnh nhân nhồi máu não. Đây là hình ảnh minh họa. Như tôi nói, trên não chúng ta có những cái vùng diện vận động. Đây những cái diện vận động, đây là những cái vùng chức năng ở não. Nó chảy từ thùy đỉnh xuống vùng thùy thái dương phía dưới. Thì tùy theo những cái vùng tế bào não nó thể hiện chức năng khác nhau. Ví dụ nó tổn thương ngay cái vùng liên quan vận động cái chân và cái tay thì bệnh nhân liệt tới người. Nếu bệnh nhân tổn thương ngay vùng vận động liên quan cái vùng mặt thì bệnh nhân sẽ nói chuyện khó. Nếu bệnh nhân, đây là cái màu đỏ là vận động, song song cái diện vận động màu đỏ là cái diện cảm giác nó kế bên. Như tôi nói, não của chúng ta nó có những cái vùng ngôn ngữ trên não. Nếu mà tổn thương những cái vùng ngôn ngữ này thì bệnh nhân sẽ bị rối loạn ngôn ngữ. Có những cái vùng liên quan đến thị lực thì nếu mà tổn thương những cái vùng này thì bệnh nhân có thể nói, xin lỗi, bệnh nhân sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường. Đặc biệt là chúng ta thấy vùng thị lực nó sẽ liên quan đến tế bào cảm giác trong vùng trọng. Nhìn chung thì tế bào não chúng ta được nuôi bởi ba động mạch cơ bản, đó là động mạch đầu trước,
động mạch não giữa và động mạch não sau. Nếu bệnh nhân tắc động mạch não trước thì thông thường nó sẽ liên quan cái chức năng, mấy em sẽ thấy hình nhạc đây sẽ liên quan cái động mạch não trước. Rồi chúng ta sẽ thấy đây là màu xanh đậm, đây là liên quan cái động mạch não sau. Nguyên cái vùng màu trắng này đây để vừa vào động mạch não giữa, và tùy theo nó tắc động mạch nào thì nó sẽ thể hiện lâm sàng như vậy. Đối với động mạch não sau thì nó nuôi chủ yếu dùng thân não và tiểu não, và nếu mà không ai bệnh nhân tắc cái động mạch não sau thì thông thường nha, thì bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện là thường liệt tứ chi, có thể thường là liệt tứ chi nếu bệnh nhân tắc hoàn toàn động mạch thân nền. Nếu bệnh nhân chỉ tắc một trong cái nhánh động mạch não sau nhỏ thôi thì cái triệu chứng nó nhẹ nhàng hơn. Nhồi máu nội tiết, như tôi nói, nhồi máu nội tiết thì thường nó liên quan nó tắc những cái mạch máu, thì nếu mà tắc cái mạch máu ly ti trên não, thể hiện lâm sàng của nó có thể là chúng ta thấy những cái vùng giảm đồng độ sâu bên trong não, và phần lớn những cái giảm đồng độ nhồi máu não này thì thường nó sẽ phát hiện trên lâm sàng rất là kín đáo, và chúng có thể tê nhẹ hay yếu thôi. Đây là những cái phần lớn như tôi nói, cái vai trò cái hỗ trợ trong chuẩn đoán và quan trọng nhất để chuẩn đoán xác định đó là CT scan và MRI, EEG, điện tim, siêu âm tim hay xét nghiệm cơ bản thì chúng ta có một nguyên lần lâm sàng và đến PSA giúp chúng ta chính xác bệnh nhân có tắc động mạch. Đây là hình ảnh CT scan có thể giúp chúng ta chẩn đoán bệnh nhân có não não vừa chẩn đoán nhộng, còn nếu mà động mạch là chúng ta gọi là xuất huyết não. Anh vừa đề cập với mấy em là các nguyên nhân cũng như là các đặc điểm lâm sàng và lâm sàng khoảng lâm sàng để chẩn đoán một bệnh nhân nhồi máu. Đi vào phần tiếp theo là cái phần điều trị. Nguyên tắc điều trị như tôi nói, để điều trị thành công một bệnh nhân mạch máu não là phải điều trị tái thông càng sớm càng tốt. Tuy nhiên cái điều kiện nó cũng phải tùy thuộc vào hai chuyện, đó là một là phải thời gian, như tôi nói phải đến đủ thời gian vàng thì chúng ta sẽ can thiệp không thành công. Thứ hai là cơ sở y tế. Một điều cũng may mắn là tất cả những bệnh viện lớn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long phần lớn đã triển khai được cái phương pháp điều trị tái thông bằng tiêu sợi huyết hay là dụng cụ của lên. Chúng ta có thể triển khai được là bệnh viện trung ương, bệnh viện đại học y dược và cái bệnh viện đột quỵ. Thì tại ba bệnh viện này cũng đã triển khai được cái phương pháp điều trị tái thông. Tôi nói qua chúng ta có thể tiết kiệm thời gian vàng. Hai, không ai bệnh nhân trong cái thời phục được nói trong cái điều trị bảo tồn này là do phản ứng của nó là gì? Nếu cơ chế nguyên nhân do sơ vữa thì chúng ta điều trị bảo tồn khác. Nếu nguyên nhân do cơ chế do bệnh lý lắc mạch từ tim, chúng ta điều trị bảo tồn khác. Nếu những nguyên nhân khác thì theo những nguyên nhân bệnh lý huyết học. Bên cạnh đó, để điều trị hiệu quả chúng ta phải xác định yếu tố nguy cơ của nguyên nhân cụ thể nó là gì. Để song song đó chúng ta phải kiểm soát yếu tố nguy cơ và kiểm soát nguyên nhân. Như vậy tôi vừa trao đổi với em đó là cái nguyên tắc điều trị. Bây giờ chúng ta đi vào cụ thể hơn. Đối với điều trị nhồi máu não thì phần thứ nhất ta gọi là điều trị chung. Có nghĩa là tất cả những bệnh nhân vào xu hướng chúng ta phải điều trị cái mức điều trị chung như vậy. Thứ nhất là chúng ta cũng phải xử trí theo thứ tự ABC. A là cho bệnh nhân đột quỵ chúng ta phải giữ thông đường thở nè. B là đánh giá cái khả năng thở của bệnh nhân coi tốt hay không. Nếu bệnh nhân có khả năng tốt thì thông thường chúng ta không cần phải cho thở oxy hỗ trợ. Còn nếu mà chúng ta thấy cái tình trạng thông khí nó kém, rối loạn chi giác thì chúng ta có thể cho bệnh nhân thở oxy. Có tình trạng mà siêu hấp thì chúng ta phải cho bệnh nhân thở máy luôn. Bên cạnh đó là C là tuần hoàn. Thông thường tuần hoàn thì chúng ta sẽ đánh giá dạng bệnh nhân có rối loạn nhịp tim gì, đặc biệt là trong vòng 24 tiếng hồ đầu bệnh nhân chúng ta phải có điều kiện chúng ta theo dõi điện tim, theo dõi huyết áp liên tục từ bệnh nhân để tùy theo trường hợp mà chúng ta xử trí. Trong nhồi máu não hay xuất huyết não thì cơ chế của nó là bù trừ, như nãy tôi nói cái cơ chế bù trừ thì phần lớn là sẽ tăng huyết áp phản ứng. Chính tăng huyết áp phản ứng này chúng ta hết sức thận trọng, chúng ta đừng có cho huyết áp vội vàng mà xuống nhanh quá do nó ảnh hưởng quanh dùng tổn thương gọi là vùng chết tối chết sáng. Thì người ta thông thường ta như luôn duy trì cái huyết áp tâm thu khoảng 160 đến 180 khoảng 160 đến 180, và khi mà kiểm soát thì ta ưu tiên cái thuốc đường tĩnh mạch cho bệnh nhân. Ưu điểm của thuốc kiểm soát đường tĩnh mạch là chúng ta có thể duy trì huyết áp ngay cái mức chúng ta quyết định chúng ta muốn và kiểm soát rất là dễ. Nó chỉ một cái nhược điểm, đó là thuốc rất là đắt tiền.
Thứ ba là điều trị tăng thân nhiệt. Đối với điều trị tăng thân nhiệt thì trong thông thường trên nhân đột quỵ hay bệnh lý đạo cấp đều có gây tăng thân nhiệt phản ứng. À, chính tình trạng tăng thân nhiệt này đã làm tổn thương não nặng nề hơn, do đó chúng ta phải kiểm soát thân nhiệt tốt cho bệnh nhân. Nếu đường huyết tăng phản ứng trên 200 mg, chúng ta phải kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân. À, thứ năm là dự phòng xuất huyết tiêu hóa. À, tất cả những bệnh lý nguy kịch đều gây tăng tiết, cái có khả năng tăng tiết axit ở dạ dày và gây xuất huyết tiêu hóa. Thứ sáu đó là cái nếu bệnh nhân ăn uống kém, thì chúng ta nếu bệnh nhân ăn uống kém thì chúng ta phải bù nước điện giải cho bệnh nhân để giảm cái độ quánh của máu. Tuy nhiên chúng ta phải đánh giá tùy theo cái tình trạng chi giác của bệnh nhân. Bên cạnh đó, nếu bệnh nhân không ăn uống được thì chúng ta phải nuôi làm sao đảm bảo năng lượng là 1200 đến 1400 kcal một ngày. Bên cạnh đó, chúng ta cho bệnh nhân xoay chở cổ lưng thường xuyên và duy trì cân bằng nước điện giải cho bệnh nhân. Như tôi nói, nếu bệnh nhân nhồi máu não liên quan cơ chế xơ vữa thì chúng ta dùng nhóm statin. Một điều lưu ý là chỉ cho liên quan yếu tố xơ vữa thôi, còn nếu statin là gì, và bên cạnh đó theo dõi chức năng thần kinh. Như vậy là 9 bước điều trị chung tôi nói, như tôi nói đề cập. Nếu bệnh nhân bên cạnh điều trị chung đó, chúng ta có những cái phương pháp điều trị đặc hiệu. Như tôi nói, có hai phương pháp điều trị đặc hiệu, đó là tiêu sợi huyết. Muốn điều trị tiêu sợi huyết thì thông thường bệnh nhân phải trước 4-5 giờ đầu. Còn nếu mà tiêu sợi huyết để bằng phương pháp gọi là can thiệp nội mạch thì bệnh nhân phải trước 8 giờ. Còn đây là tiêu sợi huyết đường động mạch trước 6 giờ. Thì tuy nhiên tiêu sợi huyết đường động mạch thì hiện tại đã ít xài. Đối với tiêu sợi huyết thì cơ chế của nó là những cái phân tử khi vào nó cắt những cái cầu nối những cái sợi huyết riêng, và khi nó vào cắt những sợi huyết này đã làm tan cục huyết. Khi một cái thuốc mà chúng ta biết là chúng ta bước vào cái tĩnh mạch mà nó có khả năng ức cái cục huyết khối ở đường động mạch thì chúng ta sẽ biết là nó sẽ có nguy cơ chảy máu rất cao. Đó mà chúng ta hết sức thận trọng những bệnh nhân có chốc gì ví dụ huyết áp cao, bệnh nhân rất là không máu, bệnh nhân lớn tuổi, những trường hợp bệnh nhân này chúng ta cũng hết sức thận trọng. Và bệnh nhân có chống chỉ định thì chúng ta tuyệt đối không xài. Lý do khi chúng ta xài thì bệnh nhân có thể nặng hơn và chảy máu nhiều hơn. Can thiệp nội mạch thì là một cái những cái dụng cụ người ta luôn vào lòng động mạch, giống như một cái mũi khoan, người ta khoan cục huyết khối, người ta kéo cục huyết khối ra. Nếu như tôi nói, nếu mà bệnh nhân không may đến kịp những cái thời gian vàng để điều trị tái thông thì chúng ta có những cái phương pháp điều trị bảo tồn. Đối với phương pháp điều trị bảo tồn, nếu mà nhồi máu não do cơ chế xơ vữa thì người ta chỉ bảo tồn là thuốc chống cái tập tiểu cầu, có thể sử dụng aspirin, clopidogrel hoặc didaconol kết hợp với aspirin. Thì cái liều thì tụi em có thể xem xét trong cái bài giảng. Nếu bệnh nhân chúng ta xác định như tôi nói, nhồi máu não do cơ chế tự tiêm, là do những cái cục huyết khối tự tiêm nó bơm lên não nó bị tắc nghẽn, thì nếu mà có siêu âm thấy hiện dị huyết khối buồng tim thì lập tức người ta sẽ cho tôi để ngừa cái huyết khối này nó sẽ bơm lên tắc cái mạch máu não. Còn nếu mà bệnh nhân siêu âm buồng tim không có huyết khối mà chúng ta nhỏ máu não ra tự tiêm, cho chủ yếu là thuốc dạng uống để ngừa huyết khối. Đối với nhỏ máu não có phẫu thuật hay không, phần lớn nhỏ máu não phẫu thuật không hiệu quả và nguy cơ tử vong cao hơn. Đối với nhồi máu não, bên cạnh chúng ta điều trị thì chung điều trị đặc hiệu, điều trị bảo, còn thứ tư là điều trị biến chứng, có nghĩa là tùy theo cái trong giai đoạn. Thông thường đối với giai đoạn cấp có ba cái biến chứng chúng ta hay gặp, đó là phù não, co giật và xuất huyết chuyển dạng. Có nghĩa là phù não thì thông thường phù não người ta cơ chế xử lý bằng cách là cho thanh nhân nằm độ cao, thở oxy, thuốc mà có gì qua trò hiệu quả tới giờ đó là vẫn là panadol. Còn cái co giật người ta chỉ khi nào bệnh nhân có cơn co giật người ta mới cho thuốc thôi, ít khi nào người ta cho dự phòng. Thứ ba là chuyển dạng xuất huyết. Đối với chuyển dạng xuất huyết thì thông thường do bệnh nhân huyết áp quá cao, bệnh nhân sử dụng cái thuốc kháng đông vân vân thì bệnh nhân mới chuyển dạng xuất huyết, và tùy theo trường hợp cụ thể mà người ta xác định để chúng ta xử trí tùy theo trường hợp cụ thể. Đó là ba biến chứng mà chúng ta có thể hay gặp trên nhân nhồi máu não. Bên cạnh đó có những cái biến chứng bác cấp khác, nằm lâu nó có thể bị nhiễm trùng viêm phổi, nằm lâu có thể nó bị viêm nhiễm đường tiết niệu, nằm lâu có thể nó bị viêm loét. Để xử trí những cái biến chứng bắt cấp này thì thông thường người ta sẽ cung cấp nước điện giải đủ nè, vật lý trị liệu càng sớm càng tốt cho bệnh nhân. Và thông thường người ta phải vệ sinh sạch sẽ cho bệnh nhân và giữ da lúc nào cũng phải khô ráo để dự phòng những biến chứng như tôi đề cập.
đây là những cái phương pháp điều trị dự phòng. Thì bên cạnh đó chúng ta có thể cho bệnh nhân phục hồi chức năng bằng những cái phương pháp vật lý trị liệu mà bên ngành y học cổ truyền của tụi em thường hay áp dụng. Như vậy là tôi vừa trao đổi với em những cái phương pháp để điều trị cho bệnh nhân nhồi máu não. Thì bên cạnh đó, khi bệnh nhân xuất viện về thì chúng ta sẽ coi bệnh nhân yếu tố nguy cơ của nó là gì, thì chúng ta sẽ tùy theo yếu tố nguy cơ mà chúng ta cho dự phòng cũng như là cho thuốc dự phòng uống suốt đời cho bệnh nhân. Nếu chúng ta xác định đây là cơ chế nguyên nhân nhồi não do sơ vữa thì cái thuốc bắt buộc chúng ta dự phòng điều trị suốt đời đó là thuốc chống thực tập tiểu cầu. Còn nếu chúng ta xác định nhồi máu não đây là nguyên nhân do lắc mạch từ tim thì một cái thuốc mà chúng ta xác định chúng ta điều trị suốt đời đó là cái thuốc kháng đông cho bệnh nhân. Như vậy thì tùy theo yếu tố nguy cơ mà chúng ta vừa kiểm soát yếu tố nguy cơ và tùy theo nguyên nhân mà chúng ta có thể xử trí những cái thuốc như tôi nói chống thực tập tiểu cầu hay kháng đông để dự phòng cho bệnh nhân. Như vậy thì bài của tôi đến đây là hết. Thì mấy em có những cái thắc mắc gì không thì tôi sẽ giải đáp cho các em ạ. Dạ thầy ơi, cho em hỏi xíu ạ. Dạ thầy, thầy có thể nói rõ lại cái đoạn mà điều trị thuốc chống đông thầy, trong hoàn trường hợp nào, những nguyên nhân từ tim hay nguyên nhân từ đâu thì mình xài aspirin với lại heparin qua rapin đó thầy. Rồi. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi, như vậy em như xác định lại, đối với nhồi máu não chúng ta biết nó có 3 nguyên nhân cơ bản: do sơ vữa động mạch, do bệnh lý từ tim và do bệnh lý huyết học. Huyết học thì mấy em có thể tạm để qua một bên, lý do là bệnh lý huyết học nó hiếm gặp hơn, do đó chúng ta chỉ thấy hai nguyên nhân cơ bản thôi, đó là do sơ vữa động mạch và do bệnh lý từ tim. Bệnh lý từ tim ở đây là gì? Là thường chúng ta thấy những bệnh nhân rung nhĩ nè, hẹp hở hai lá nè, bệnh nhân nhồi máu cơ tim, có nghĩa là nhồi máu cơ tim nó có một cái vùng tim nó ngưng hoạt động. Tất cả những nguyên nhân từ tim này nó dễ tạo một cái cục máu từ tim nó bơm lên não, nó gây tắc nghẽn, ta gọi là bệnh lý nhồi máu não do lóc mạch, hay còn gọi là nhồi máu não do bệnh lý từ tim. Em hiểu gì không ạ? Như vậy chúng ta thấy hai cơ chế hoàn toàn nó khác nhau hết. Một cái do sơ vữa động mạch, tiểu cầu nó bám vào mảng sơ vữa, thì khi mà chúng ta điều trị dự phòng người ta mới điều và bảo tồn, thì chúng ta mới điều trị thuốc chống thực tập tiểu cầu. Từ tim được. Mà nếu bệnh nhân có một cái nhồi máu não do chúng ta nghi ngờ bệnh lý từ tim thì chúng ta phải sử dụng cái thuốc gọi là thuốc kháng đông. Thuốc kháng đông như tôi nói nó có trong giai đoạn cấp. Nếu chúng ta siêu âm đã nhồi máu não rồi mà siêu âm nó thấy có một cái cục máu ở vùng tim nữa thì chúng ta xác định cục máu rồi, sớm muộn thì nó cũng bơm lên nó tắc tiếp, thì lúc này ngay lập tức chúng ta sử dụng cái thuốc tiêm dưới da liền để gì? Để có khả năng làm hy vọng làm tan cái cục máu từ tim đi. Và song song cái thuốc mà Lovenox để tiêm dưới da đó, người ta phải cho thuốc dạng uống. Thì thông thường người ta hay cho thuốc kháng đông dạng uống là cái Warfarin dạng uống. Warfarin dạng uống này hoặc là cái Syntrom dạng uống. Khi sử dụng cái thuốc Syntrom dạng uống này là mục đích để ngăn ngừa cái cục máu đông mới nó được tạo từ buồng tim. Và khi cục máu đông nó tạo ở tim thì sớm muộn gì nó cũng bơm lên mạch não, nó tắc tiếp. Do đó người ta phải cho cái thuốc này uống dự phòng và dùng suốt đời luôn. Như vậy đối với cái điều trị bảo tồn và điều trị dự phòng, chúng ta cho thuốc nó sẽ khác nhau tùy theo chúng ta xác định nguyên nhân nó là do sơ vữa hay là do bệnh lý từ tim. Rồi em hiểu không ạ? Dạ rồi em hiểu rồi thầy ạ. Rồi. Dạ thầy có thể giải thích cái cơ chế chỗ mà tăng thân nhiệt phản ứng được không thầy? Như vậy là tất cả những cái bệnh lý gây tổn thương não đều gây một cái rối loạn trung tâm điều khiển thân nhiệt, nó nằm ở vùng thân não hết. Thì trung tâm thông thường những cái cấu trúc não thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái trung tâm điều hòa thân nhiệt ở nằm ở thân não. Với điều kiện cấu trúc não chúng ta hoàn toàn bình thường thì trung tâm này nó không bị rối loạn, có nghĩa là nó sẽ bị nhiễu đi khi tổn thương cái cấu trúc ở não. Có khả năng là do phù não ở vùng trên bán cầu nó đè xuống vùng thân não hoặc là tổn thương tại thân não, thì những cái vùng gọi là trung tâm điều khiển thân nhiệt, kiểm soát thân nhiệt nó sẽ bị rối loạn, thì lúc này nó sẽ tăng thân nhiệt lên. Và khi mà tăng thân nhiệt vậy thì chúng ta biết rằng giống như một cái cục thịt đồ rau cải gì đó chúng ta để trong một cái tủ đông, tủ lạnh thì nó sẽ ít bị tổn thương, ít bị hư hại hơn là chúng ta để môi trường bên ngoài.
cơ thể chúng ta cũng y hệt như vậy. Nếu mà đã nhồi máu não, tế bào não đã bị tổn thương rồi, bây giờ nó tăng thân nhiệt thì nó làm tăng hoạt động chuyển hóa lên nữa, thì lúc này tế bào não nó sẽ tổn thương nặng nề hơn. Chính lý do đó mà dù cho tăng thân nhiệt đây do bị rối loạn điều hòa thân nhiệt trong cơ thể hay là do nhiễm trùng, thì người ta cũng bắt buộc phải hạ nhiệt độ cơ thể xuống dưới 37 độ C. Rồi, em có thắc mắc gì không ạ? Dạ, thưa thầy, dạ thầy, bệnh nhân mà xuất huyết não à, sao em? Phòng sao? Alo, em nói lại. Bệnh nhân xuất huyết não anh. À, xuất huyết não để điều trị dự phòng sao? Thì chừng nữa với em sẽ học cái bài xuất huyết não đi, tôi sẽ giải thích. Đối với xuất huyết não, quan trọng đơn giản nhất là chúng ta phải xác định nguyên nhân của nó là gì. Nếu mà xuất huyết não do nguyên nhân tăng huyết áp thì quan trọng nhất để điều trị dự phòng là chúng ta phải kiểm soát huyết áp tốt cho bệnh nhân. Còn nếu mà xuất huyết não mà do túi phình dị dạng thì muốn điều trị hiệu quả để dự phòng thì phải can thiệp cái túi phình đó. Chúng ta phải làm bít cái túi phình đó đi bằng rất là nhiều cách, có khả năng là gọi là đặt còi hoặc là dùng, có thể khả năng dùng gamma knife vân vân nha. Dạ, dạ à, thưa thầy cho em hỏi là tại nói đi em. Mà alo, câu hỏi thứ hai đó là em lặp lại đi à, âm thanh chỗ em nói chuyện tôi thấy nó ngập ngừng quá, nó không nghe rõ em ạ. Alo, alo, em lặp lại đi em ạ, âm thanh tôi không nghe rõ em. Alo, em kiểm tra lại cái âm thanh đường truyền của em, cái wifi tín hiệu nó yếu nên tôi không hoàn toàn không nghe em nói gì hết. Có thể nói hộ giùm các bạn không? Alo. Chứ âm thanh của bạn đó tôi không nghe được em ạ. Alo. Em ơi, cái tín hiệu wifi của bên em rất là yếu nên tôi không nghe được em nhé. Sử dụng cái paracetamol thông thường đấy mà, nhưng mà mình để ý là tăng thân nhiệt thông thường nó bị trong giai đoạn cấp thôi, trong khoảng 7 ngày đầu thôi, có nghĩa là chúng ta chỉ thường dùng 7 ngày đầu, còn nếu mà sau 7 ngày mà vẫn còn tăng thân nhiệt kéo dài hoài thì thông thường gặp những trường hợp mà nó tổn thương nặng nề hoặc là coi chừng có biến chứng nhiễm trùng gì không, lúc đó chúng ta cho bệnh nhân làm xét nghiệm công thức máu, những cái mặt cơ viêm coi có tăng CRP hay tăng bạch cầu gì không, nếu có chúng ta phải phối hợp kháng sinh kèm theo. Hay nói tóm lại là đối với kiểm soát thân nhiệt thì thông thường người ta sẽ sử dụng paracetamol trên trong trường hợp và bệnh nhân trên 37 độ, chúng ta sẽ kiểm soát và chúng ta theo dõi. Ví dụ chúng ta sử dụng paracetamol, chúng ta kiểm soát thân nhiệt khoảng 7 ngày đầu, mà sau 7 ngày chúng ta thấy đo nhiệt độ không sốt, chúng ta cũng không cần phải xài nữa em. Dạ em cảm ơn thầy. Ồ, vậy khi đầu mình vào mình có cần phải theo dõi nhiệt trước khi cho thuốc hạ nhiệt không thầy, hay là cứ bệnh nhân vào là cho luôn thầy? Không có em à, thông thường người ta sẽ kiểm tra đặt nhiệt kế của bệnh nhân có tăng thân nhiệt không chứ. Đặc biệt là những bệnh nhân nhẹ thì không cần phải sử dụng cái này. Thông thường nó tăng thân nhiệt trong những trường hợp mà bệnh nhân nặng hoặc là vừa thì nó mới có tăng thân nhiệt. Còn nhẹ thì có khả năng người ta cho với mục đích là để giảm đau, giảm căng thẳng cho bệnh nhân thôi. Dạ dạ em cảm ơn thầy. Dạ thầy ơi, bạn có câu hỏi là nếu một bệnh nhân mà bị xuất huyết bán đầu cầu bán
cầu não phải còn nhồi máu bằng cầu não trái thì điều trị như thế nào đó thầy ạ? À, như vậy thì tôi thấy rằng nè, thực tế trong trường hợp đó có không? Rất là hiếm xảy ra. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp đó vừa nhồi máu mà vừa xuất huyết thì chúng ta sẽ ưu tiên chúng ta xử lý giống như trường hợp bị xuất huyết não. Tại sao? Nếu mà chúng ta chú ý chúng ta điều trị tập trung nhồi máu thì nguy cơ nó chảy máu nhiều hơn. Có nghĩa là trên trường hợp vừa nhồi máu và xuất huyết thì chúng ta sẽ quyết định điều trị theo hướng xuất huyết não mà thôi. Tại rõ ràng là chúng ta sử dụng chống kích tạp tiêu cầu hay kháng đông hay tiêu sợi huyết trong nhồi máu não, chắc chắn tế bào não nó sẽ, vùng não nó bị chảy máu nó sẽ nặng nề hơn và nguy cơ tử vong rất là cao. Do đó chúng ta chủ yếu lúc này chúng ta chủ yếu đều điều trị là bảo tồn dinh dưỡng tế bào thần kinh, vật lý trị liệu, kiểm soát huyết áp, hoàn toàn không đá động gì cái thuốc mà điều trị đặc hiệu hay điều trị chống kích tạp tiêu cầu hay kháng đông cho bệnh nhân các bạn. Dạ em cảm ơn ạ. À. Rồi, nếu vậy thì các em không có câu hỏi gì thì thôi bài giảng thì tôi sẽ xin dừng lại tại đây. Thì ban các sự lớp thì có gì liên hệ với tôi. Tôi sẽ chỉ dạy được các em trong cái buổi tối do ban ngày tôi phải đi học chính trị. Do đó thì tôi sẽ còn lại cái bài xuất huyết não nữa. Tôi sẽ trao đổi với các em thì lớp trưởng coi sắp xếp được bữa nào đó thì có thể nhắn tin cho tôi nhé. Dạ thầy.